Vâng, xin chào anh chị ạ. Ngày hôm nay em Khải xin phép được báo giá nhanh và giới thiệu nhanh những mẫu xe gầm cao đang có mặt tại Capella Hà Nội bên em nhé. Kể cả những mẫu xe gọi là hơi cao cao một chút em cũng báo giá luôn để anh chị cân đối được. Ví dụ như những dòng Toyota Rai hay là Kona, nó thuộc phân khúc crossover, nó gọi là hơi gầm cao một chút thôi. Đây, cao hơn những mẫu sedan này một chút thôi. Nhưng mà em cũng báo giá luôn cho anh chị để anh chị nắm được thông tin nhé. Đầu tiên đó chính là chiếc Toyota Rai phiên bản 1.0 CVT được sản xuất năm 2022, màu trắng, nội thất đen, đã lăn bánh được 54.000 km. Mẫu xe này bên em đang bán là 495 triệu anh chị nhé, 495 triệu. Ngoài ra thì bên em sắp về một chiếc Rai tương tự như này, có chỉ số công tơ mét ít hơn và giá cũng tầm tiền như thế thôi ạ. Hyundai Kona bản đặc biệt đời 2021, màu ghi vàng, tên tư nhân, một chủ từ mới, lăn bánh được 48.000 cây, bảo dưỡng full lịch sử hãng. Rất là đẹp luôn ạ. Mẫu xe này là bản đặc biệt nhá, được trang bị cả cảm biến áp suất lốp này, cảnh báo điểm mù, rất nhiều các option luôn. Chiếc xe này bên em đao giá xuống chỉ còn có 555 triệu anh chị nhá. Tiếp theo nữa thì bên em có cả Hyundai Kona bản tiêu chuẩn màu đỏ, giá chỉ có 495 triệu đồng thôi anh chị ạ. Veloz Cross bản top đời 2022. Anh chị chờ em chút ạ. 589 triệu anh chị nhá. Veloz Cross bản top đời 2022 589 triệu ạ. Đây, một chiếc xe mà có mức giá khá là hợp lý nhá. Anh chị đã sở hữu gầm cao rồi. Đây chính là Nissan X-Trail bản một cầu đời 2016. Màu nâu nội thất đen. Chiếc xe này bên em đang bán là 465 triệu thôi anh chị ạ. Xe mới chạy có 10 vạn km thôi nhá. Chất xe còn rất là đẹp. Bên em sẽ cam kết về khung gầm, máy số là nguyên zin. Ở bên này thì chúng ta có Mitsubishi Xpander phiên bản Cross đời 2023, lăn bánh được hơn 40.000 cây, cũng bảo dưỡng full lịch sử hãng. Mặc dù xe có đăng ký là biển vàng nhưng mà bác chủ chạy rất là ít nhá, 4 vạn cây chuẩn luôn ạ. Bên em đang chào bán là 648 triệu đồng Xpander Cross anh chị ạ. Santa Fe em đã bán rồi này. Hai mẫu bán tải này em cũng báo giá luôn nhé. Tiện đây thì em báo giá luôn. Ford Ranger Raptor đời 2022 màu xanh dương, chạy được 73.000 km, em đang bán là 975 anh chị nhé. Nissan Navara bản VL đời 2018 màu đen. Mẫu xe này em đao giá cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ nó chỉ còn có là 485 triệu thôi ạ. Giá thì em vẫn còn giảm nữa anh chị nhé. Bên này thì em có Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn đời 2020, màu đen, nội thất đen. Xe này biển gốc Hà Nội, lăn bánh được 71.000 cây, em đang bán là 645 triệu đồng. Anh chị thích màu trắng thì em có Hyundai Tucson đặc biệt màu trắng được sản xuất năm 2019, lăn bánh được 52.000 cây, giá bán là 680 triệu đồng. Honda CR-V bản 2.0 đời 2015 anh chị nhá, màu ghi bạc, xe này biển gốc Hà Nội, chạy được 13 vạn km rồi, em bán là 508 triệu đồng ạ. Hyundai Santa Fe xăng tiêu chuẩn đời 2022. Hyundai xăng tiêu chuẩn 2022 biển gốc là 38 Hà Tĩnh, lăn bánh được 30.000 km, em đang bán là 960 triệu đồng. Xe này mặc dù là bản xăng tiêu chuẩn nhưng mà bác chủ cũng đã lên khá là nhiều các option có giá trị. Ví dụ như là màn hình GoTech có cam 360. Đó, 960 triệu đồng anh chị nhá. Bên này thì em có Honda HR-V bản L đời 2022, màu đen, nội thất đen. Mẫu xe này bên em cũng giảm giá rồi, chỉ có 745 triệu đồng thôi anh chị ạ. Lăn bánh được 54.000 km. Outlander thì bên em đang có hai xe. Đây là bản Premium 2017, lăn bánh được 77.000 km, em đang bán là 569. Em vẫn đang còn có Outlander bản CVT đời 2021 là 639 triệu đồng anh chị nhé. Santa Fe thì em có cả máy dầu anh chị nhé, máy dầu phong cũ đời 2021 màu trắng, em đang bán chỉ có 925 triệu đồng thôi. Rất rẻ luôn. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì liên hệ cho em nhé. Tất cả các xe thì bên em sẽ có hỗ trợ trả góp linh hoạt. Đâu đó thì anh chị chỉ cần trả trước 30% thôi là mình đã có thể sở hữu xe rồi. Thủ tục rất là nhanh gọn và lãi suất là ưu đãi nhé.
Em Khải xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm đến video báo giá của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.